chúng mình xuống xuống đây bọc mai bong bóng được ở khả ní thằng này mà được xe miền nôm đó sẵn sàng bò tẹt tiên như rùa chiếc chân anh sàn chân anh chung ít đồn trục thầm mà đóng ao chung mô thằng nôm ả lúa vì thi thua cứ nghe xe rùa nào bong bóng ơi vần tay còn là chương dần này bê không ca vô tà hà thằng này bay buồn thằng này đầm bay ở nôm rấn rồi có bong bóng là miền oven miền microwave ai đã không microwave được dạ bê vì bà môi tơ bà bày màu nhóm nâng bằng hai vị thị thuơ tàng phí tàng nẹ đè chẳng đạ hà khăn microwave rư có pra vị thị hà thang ngay có bàn hai chung phu nẹ mơ channel mà được xe đôi vị tàu môn môn chẳng cư bỏ ạc miền chuyển trình thật lắng có mình bà rộm đáy phu mà được xe tàn tài vua bà rộm anh chia sạp bài chùn bóng bóng ai thuơ tàm bán hai nơi trong video nâng miền đầm lại chùn thật thuơ ở đầm lại phần mán thuơ bàn chùm nôn nông phần mán nâng miền rụp phía bằng hành vì vị thị vịt chọc khắc xâm rạp bằng bộ na trong thờ lụa. Tớ tôi mới vị thị thơ tưởng ở khả ní, xong bằng chạy nông đi cư sư thơ mẹn tên còn là chậm nái bê dư bản tích. Chà cứ khiêm pra kti chậm nuôn cần là kỳ lô, pram rồi gram. Khiêm pra kti thò mà đà tế, mần mẹn kti đàm tế, khiêm tình sạch đồn kê nóng bay khám hay ở kịp đạt tật bụt dư kti ở khiêm cần đạt lịch. Bà bông bà ôn vô lần sạp rìa cà phê khá lấy bạp nế chùm nuồn học sạp bì tà học sạp bầy. Vân tay mình bạch vô lần nòm tà hát tế tà đọp xa ai kì bù kì đồn kà lạc kà lô mơ cư cực bầy. Vân tòa mốc đạm mà xa nôm khế kê hào tà khế phló. Chùm nuồn là bì rôi gram khi nhóm đạm bà chô bằng tích đá chùm nuồn mới chấp đâm bầy ở miền chiết. Bông bà ôn ạm miên ai pra mà xa mi gọ bán. Bà bông phá ôn ạm miên chân chinh thật lăng vô lăng sạp rìa khá lây đủ chân nét kì ôi xa mà đủ chân nét chăm nôn mà phay pram sạp rìa khá lây nì. Bàn tòa mộc tí cư sko so chăm nôn pi rôi 20 gram, pi khăm gần lá. Đôi khá nê đáy bông phá ôn vô lăng sạp rìa khá lây đủ hai kì ôi xa mà đủ chân nét. Chăm nôn xam sạp pi tờ xam sạp bay sạp rìa nì. Score 250 gram chấm bột nhóm cứ bà em là mồm bông bông nà ọt cho chết bà em ai bằng thoi trăm pi rồi mà phay gram rư có ai đã bay rồi gram có bán bà nè cho chết bà em khăn rồi hai dương liê ở score kti ẩm bơl mà xa gây nó rồi liê cho khani ở sập chỉ sạch mùi sấn chạy là score hay mà xa kti ấy nó rồi liê cho khani là ọ hai dương từ trón chạy đã từ khăn té rư có chân năng có bán đâm bay cô ơi mà sao dương chân hay khắp cha bánh thoa mốc lực đã chân kran đâm bay cô ơi mà sao dương khắp hay chân đòi pra đâm bốn ai bạc phương riêng mà chúng phương riêng khăn bánh tích có bán là hai phi diêm cô đâm bay cũng ơi khỏi bạc ná và tòa bì cô mùi dần tù mốc bóng của ôn khơi chạp đà mà sao riêng khắp hay là đồng đồng bạp nít cứ cùng bà rộng ấy dương bằng thoi phương mà tội vĩnh hai bằng to ca cô chà cô rồi hốt cùng chụp đáy cô rồi hốt tòa ta mà sao dương ai chô khăn nê chị đồng chà bằng nấy có ạ toàn ai praka bàn đáy bê dương bà nơ bà lạ đáy cứ ạ toàn ai praka thì bằng to pra phương tích tích cô mùi dần tù tiệt. Chà, ai lớn thì cứ chạp đàm sừng ngụt hay hay mà sao ai phổ mô khả niệm mà đồng bán hay dừng vô đây bác cứ ạch chọp đầy thì bần ấy cứ bà này. Mong ôn cùng cô dù dừng này bà cô dù dừng này mà sao canh tờ rắn bê dừng đã chô khăn thông cho bà chinh thua chinh nông riêng bị bạ cho đọc bài bản tịch. Bê lực tê một rộng hay cùng toàn chụp cô bần to ca cô bà hai môi này tì tiết tớ ca bì cùng ai mà sao dừng khảo. Bần toàn mong dừng đùa. Mà sao nâng tầng cái đau nâng cứ đã cho từ khăn ông chán hay bánh chạy từ tam bò để dân chọn thơ bà màn bò chạy từ tam nâng từ. Để chỉ thằng ngày nếu khi em thơ buồn bò, đời khi nhóm ở miền bò bày tóng, bò cà chúc, nâng bò lường hay mùi bò tiết cứ khi em bà bò xó để bò thò mà chia được bò mà sao tại mà đón. Mà tôi bị bánh chạy mà sao hay mà sao nâng cái đau nâng cứ bọc ôn đã lẹ. Bò cho tụi tam nâng chùm nuôn bay buôn đầm nọ. Hai cô mơ sân bảo bàn bò ọt sơ bình chất bọc bọn ai thèm bò ai riêng chá rư gà sra tụi tam bọc bọn cho chật. Bọn tay chùm nơi sầm khăn cả lại nế miên pì. Tì mũi bảo bọn 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 thơ đòi dương pra microwave rư gà oven rư gà
mà sân sầm rạp sầm nguột dương tre li po mà sao cũng ao đợt về bị pro về ở sờ sạt còn tay bà bong po na chưa rơi vị thi sầm nguột đòi hà tháng ấy dương tre li po nâng ở riêng đợt bẩn tịch bị pro về na để dương hà tháng ấy bay tới buồn tháng ấy po dương đằng hà po khla nôm dương đằng hà po khla vì đằng sợi chiềng mồn ឥឡូវខ្ញុំបានលាយរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំប្រើថង់ប្រភេទនេះដើម្បីដាក់ម្សៅចូលបងប្អូនត្រូវប្រញាប់ច្រកចូលថង់កុំឲ្យត្រូវខ្យល់យូរពេកពីព្រោះធ្វើឲ្យសាច់ម្សៅយើងរឹងពេលយើងច្របាច់ធ្វើជារូបរាងផ្កាគឺអត់ស្អាតទេហើយពិបាកច្របាច់ចាបន្ទាប់ពីដាក់ចូលក្នុងថង់ហើយចាប់ផ្ដើមគួចមាត់ថង់ឲ្យជិតកុំឲ្យចូលខ្យល់កុំឲ្យខ្យល់ចូលចំពោះ3ពណ៌ទៀតក៏យើងត្រូវធ្វើដូចគ្នាដែរគឺច្រកចូលទៅក្នុងថង់ហើយគួចមាត់ឲ្យជិតកុំឲ្យត្រូវខ្យល់ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើក្បាលឆែកបែបនេះប្រវែងទទឹងវាគឺ1សង់ទីម៉ែត្រអើឥឡូវស្រួលរោទេពួកប្រភេទក្បាលគ្រីមនំខេកនំអីបែបនេះគឺនៅតាមអនឡាញឬក៏តាមកន្លែងលក់សម្ភារៈធ្វើនំមានលក់ចារួចហើយយើងដាក់ក្បាលច្របាច់ចូលទៅក្នុងថង់ហើយកាត់ចុងថង់បន្តិចរួចហើយរុញក្បាលច្របាច់ហ្នឹងចេញមកក្រៅឲ្យតឹងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងយកថង់ម្សៅយើងដូចគ្នាមកកាត់ចុងថង់ចេញបន្តិចហើយច្របាច់ម្សៅនឹងឲ្យមកដល់មាត់ថង់ប៉ុន្តែកុំឲ្យហៀរចេញក្រៅហើយយកថង់ម្សៅនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងថង់ក្បាលច្របាច់មួយជាន់ទៀតធ្វើដូច្នេះពេលណាដែលយើងច្របាច់ម្សៅពណ៌បៃតងនឹងអស់យើងចង់ដាក់ម្សៅពណ៌ផ្សេងយើងគ្រាន់តែដកថង់ម្សៅចេញមកហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងក្បាលទៅវាងាយស្រួលដល់យើងមិនបាច់ដូរក្បាលច្រើនដងចាអញ្ចឹងយើងមកច្របាច់ដាក់ថាសដើម្បីយកទៅដាក់សម្ងួតក្នុងម៉ាស៊ីន oven ឬក៏ microwave ដើម្បីកុំឲ្យក្ដាស់ប៉ើងខ្ញុំប្រើម្សៅនឹងសកត់តិចតិចឲ្យជាប់អញ្ចឹងវិធីច្របាច់គឺងាយស្រួលណាស់បងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ថង់ឲ្យបញ្ចូលដៃឲ្យត្រង់ហើយបងប្អូនច្របាច់ចង់បានផ្កាតូចផ្កាធំច្របាច់ឲ្យច្រើនឬតិចតាមនឹងរួចហើយឈប់ហើយលើកឡើងបងប្អូនចាំតែ3ទេទី1គឺច្របាច់ឈប់លើកដៃឡើងដកដៃចេញច្របាច់បានផ្កាយើងពេញចិត្តទំហំប៉ុណ្ណឹងហើយឈប់ដកដៃចេញខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតយើងដាក់ឲ្យត្រង់ហើយយើងច្របាច់ឲ្យបានផ្កាតាមយើងចង់បានឈប់ដកដៃឡើងឃើញស្អាតទេចាស្អាតហើយស្រួលធ្វើណាស់គឺចាបន្ទាប់ពីអស់មកពណ៌ហើយចំពោះពណ៌ផ្សេងៗគឺវិធីធ្វើគឺដូចគ្នាយើងកាត់ចុងថង់ហ្នឹងមកហើយច្របាច់ឲ្យវារៀងចេញក្បាលបន្តិចហើយដាក់តចូលទៅក្នុងក្បាលច្របាច់ហ្នឹងមកហើយចំពោះពេលហ្នឹងគឺយើងលាយពណ៌គ្នាបន្តិចពណ៌បៃតងវានៅសល់នឹងក្បាលនឹងខ្លះមែនទេអញ្ចឹងពេលយើងច្របាច់មកយើងមានពណ៌បៃតងលាយលឿងតិចតិចប៉ុន្តែតា2 3ក្រោយមកយើងបានពណ៌លឿងសុទ្ធហើយចាយើងច្របាច់ឲ្យចេញពណ៌វាហើយចេញផ្កាហើយឈប់ដកដៃឡើងឃើញលាយពណ៌បៃតងបន្តិចអត់ប៉ុន្តែតែ2 3ដងមកគឺពណ៌លឿងសុទ្ធហើយលាយពណ៌ក៏ស្អាតម្យ៉ាងមែនទេបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើឲ្យទាល់តែអស់ម្សៅសិនចាឥឡូវខ្ញុំបានច្របាច់ម្សៅចេញជារូបរាងនំហើយខ្ញុំបានថាសនេះ2ថាសនេះគឺសម្រាប់យកទៅដុតនិងថាសតូចមូលនេះគឺសម្រាប់ដាក់ហាលថ្ងៃចំពោះបងប្អូនណាដែលចង់ប្រើវិធីហាលថ្ងៃប៉ុន្តែបងប្អូនហាលថ្ងៃត្រូវរោស្បាយអីមករុំឲ្យជិតដើម្បីការពារដីធូលីណាហើយយើងយកទៅដាក់ហាលថ្ងៃឲ្យចំថ្ងៃមករយៈពេល3ទៅ4ថ្ងៃតាមថ្ងៃក្តៅខ្លាំងឬក៏ក្តៅតិចហើយចំពោះអ្នកដែលចង់សម្ងួតដោយប្រើ microwave oven ឬក៏ម៉ាស៊ីនសម្ងួតផ្លែឈើអីហ្នឹងគឺយកទៅដាក់ដោយប្រើសីតុណ្ហភាពទាបបំផុតប្រហែលពី70ទៅ100អង្សាដោយម៉ាស៊ីនខ្ញុំគឺទាបបំផុត100អង្សាជាងខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនសីតុណ្ហភាពដែលទាបបំផុតគឺ100អង្សាហើយប្រើភ្លើងលើក្រោមបើកង្ហារផងប្រើភ្លើងខ្សោយតិចៗនេះដាក់សម្ងួតរយៈពេល2ម៉ោងបន្ទាប់ពីគ្រប់2ម៉ោងហើយទើបយើងយកចេញមកក្រៅទុកឲ្យត្រជាក់ត្រឡប់
Vô bát làng mà lớn hay bằng to sầm nguột bì màu tiệt. Chà, lời cực bì màu hay bọc ôn khơi như riêng rừng ấy này làng sò sò hay rừng hay nồm dưỡng. Chân dương bà ấy có bàn đấy chứ cơ. Đâm bây ta lọp vô cụt nâng làng mà lớn vĩnh đã có bà tự kráo. Hơi đã chỗ khả nông oven rồi cả microwave rồi mà sân dầm ngột nâng rồi dạp về pi màu tiết đầm bài ở nông dương ở nơi hàng cao miền lại cả nạ sân ngột lõ hay hàng khả nông tuần sư vật. Bà đã cực buồn màu ha, phần ta nông ở toàn sơ rừng lõ bọc ôn tròi bàn rừng chiều nâng tiết ai đã thèm pi màu rồi cả bay buồn màu tiết tờ tàm cả bình chất ở bọc bọc ôn. Hai dùng bộ đẹp hà tháng ngày đôi khi này đã bắt đầu bị hà bàn mỗi tháng ngày rưu bị tháng ngày hãy khẳng lờ rừng hãy dừng tờ lọc dù khẳng kráu. Dù ta đã hà tháng ngày mỗi tháng ngày bị tháng ngày tiết vì ở sài lờ tháng ngày các đào khăn rưu các đào tịch. Cha nôm à lùa đò sọ sát chui chân anh. Rồi bọc nhóm bàn rủi rõ hãy nì cư khi nhóm sầm ngột đòi bà mà sấn. Hai nì cư khi nhóm sầm ngột đòi vị thi hà tháng ngày bọc ôn thần kết khơi bò vì sẽ lấy chiếc bê đèl mình toàn cho ta hạ tháng ngày chắc bóng bộ nà đầy thua vị thi hạ tháng ngày đã bỏ ai riêng chạy chiếc này mình tích. Hai bóng bộn xong mà chia sẻ khơi vì ta ổ bỏ ra xa áp đời xa nhóm trình vị thuốc ra màu và hai bóng muốn bắt đọc xét nông nhóm hạ tháng ngày xung hút là mốm nhóm có riêng chóm thọt chùn bóng bộn mơ chứ riêng ngủ ngất bẩn tích bỏ ra xa áp tế. Chà nhóm hai giới bóng bộn mơ khẳng khăn ống cứ khẳng cao cứ rắng hay nơi khẳng khăn ông cứ riêng tuần sốt, rùi chết chungui đốn chân anh, rùi chết sở điên nâng nôm phần. Hai ní chiếc đà răng đầm lại trù trù để khả nhóm bàn thơ chún bóng bốn. Khả nhóm bàn bột thay tất thay ghé thay phương tế cứ bột thay thay xong phía rết để khả nhóm tình dùm mà thơ nôm cứ sở rộp ọ. Trạm bọn bì rồi riêng bọn nó hay thơ bàn nôm tiếng ọ bà mùi rồi gram cứ bà mùi khăm. Chứ mà dân kết nông mùi khám ở thay đàm tại bàm bầy rồi tầng một bàn rìa bẩn nọ. Hơi chấm bùn nẹ để chọn thua lúc ai cho đạp ra ọp hỏi bàn sát bá rưu có bờ sân chứ lúc bàn sơ bàn thay thế ai rô thong thay thay mà cho đọc bàn đá ủ thì họ được khi cho đọc nông bà ọp tội ní cư tùm ngôn 10 gram cư mùi khám hay nông bà ọp thông cho đọc ní đạt chùm nôn bì khám nông. Bọn bộ nà thôi bì xa hãy đã chơi nó khăn ông có bông rồi có kéo hay cổ bài chất tục bì xa bàn bì tự bây xa bà đá đài. Ở con trang thì bố ca tạm đàn nó vịt ổ mùi ní khi nhóm sẵn khâm tha vịt ổ mùi ní nâng miên bà giói đó bọn bộn. Hãy bọn bộn nà đã toàn chút subscribe channel mà đưa xe xong chui chút subscribe xong chui chút sở nhà rô con đăng phóng đâm bây bàn tù tù nó vịt ổ thamay thamay bì mà đưa xe tiết. Hãy bấm ôn nha dù thay video này là ổ xong chui xe bằng tòa phòng ở con trang.